Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn, mình là Trung. Ok, hello, chào các bạn, mình sẽ Thạch. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Giang. Ok, các bạn, thì ngày hôm nay là mình cùng thầy và anh Thạch đã quay trở về Sài Gòn, đấy, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay là được anh Giang, là cũng là một khán giả của bên bên kênh YouTube nha các bạn. Thì được anh Giang mời đến văn phòng của anh Giang là giao lưu và ngồi chơi cũng như là đi mấy cái... đi mấy nơi này anh, còn đi mấy chỗ các muốn gọi là các khán giả muốn gặp thầy, cho nên là ngày hôm nay là tranh thủ đưa thầy đi để và giao lưu với mọi người. Để em giờ để em giới thiệu với thầy. Già đi đấy cậu, Signora Giang. 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 Yeah. Giang. Ele também ajudado junto com o Vietnam está ajudado angolano. Ok, ok. Agora você fala dele, nome, você com que qual coisa falando dele? Ok, eu chamo me João Manuel Tilanda de Paca, sou angolano. Vim para aqui visitar Vietnã através do Tony, meu amigo, filho lá já assim. Então, preferimos deslocar de lá para cá para conhecer Vietnã. E eu fico agradecido quando me apresenta que também é sócio dessa associação criada em Angola, de atender pessoas carenciadas e aqueles que não possuem nada. Agradeci bastante. Thầy nói là thầy được giới thiệu tên thầy là João. Thầy tên là João Manuel. Thầy là người nước Angola. Thầy được sự giúp đỡ của anh em là đã đem thầy về Việt Nam để thăm quê hương Việt Nam. Rất vui là ngày hôm nay để thăm văn phòng của anh Giang. Anh nhìn thầy á. Thì em là Giang, thì em đã biết thầy qua những video của Giáp, gần như là không bỏ tập nào của Giáp, nên cũng biết thầy lâu rồi. Đợt trước thì cũng muốn cũng có tính hỗ trợ cho thầy về điện thoại, nhưng mà bữa trước thấy cậu em cậu gì đó ta? Vũ Sơn. Sơn, đúng rồi, Vũ Sơn. Vũ Sơn thấy lâu lâu cũng comment ở dưới YouTube của Giáp. Vâng. Thấy tại cái Samsung đúng không? Vâng, đúng rồi. Nên thấy Nên hôm nay chắc là thầy cũng quà khác có ý nghĩa hơn. Thì rất mong là có thể là mang lại cái giá trị cho thầy cũng như là các em nhỏ ở bãi. Dạ vâng. Dạ đấy con. Ele fala bem-vindo você chegou aqui. Antes ele quer comprar você um telefone, mas você não comprar. Okay. Então hoje chegou aqui ele quer oferecer para ti uma coisa mais importante, não sei qual coisa. Já. Ok. Muito obrigado, agradeci bastante por ter me conhecido já antes, através de um som nome, meu amigo legítimo. É a pessoa mais chegada, antes de eu chegar aqui em Vietnã, já me chegou lá a sua notícia. Agradeci bastante, cheguei até aqui, sei que me chamou também, agradeço por essa chamada. Eu fico muito agradecido por te conhecer e agradeço o que me der tudo dentro das suas possibilidades. Muito obrigado. Ý thầy nói là thầy rất cảm ơn món quà của anh. Là cũng về khi thầy về Việt Nam là cũng có rất nhiều món quà của người dân Việt Nam đến với thầy. Và để hôm nay thì đây đây được có một món quà của anh nữa, thầy rất vui và thầy rất xin cảm ơn. Mời anh em uống nước trước nha. Vâng. Anh cũng là thầy về đây được là nhận rất là nhiều món quà của khán giả Việt Nam. Đấy, thầy rất là vui nha các bạn. Đấy, đi đâu cũng có người tiếp đón, đến đâu cũng có người Việt. Chào em, cảm ơn. Đấy. Em nhé. Đây là trà sang tuyết của thụ Hà Giang. Trà này thì nó cũng quý, tại vì nó làm ở cái cây trà 300 tuổi á. Trên Hà Giang. Anh mời anh. Năm phơi nắng, phơi sương, phơi sương. Uống thì nó rất là... thơm nhỉ? Thơm. Đấy. Thầy về Việt Nam cũng uống trà rất là nhiều lần anh. Uống trà rất nhiều. Thường thường anh sợ là không quen hết chứ. Tá bom ou não? Tá bom, tá bonito. É chá já de costume aqui em Vietnam. Já tô acostumado a lidar com coxa. Thầy bảo là về Việt Nam uống là cái loại trà rất là thơm ngon và dễ uống. Đấy, như bình thường bên kia anh chỉ uống nước suối thôi. Nước suối thôi, nhưng mà cũng làm gì có nước sạch, nhưng mình để uống đâu mấy giờ có mấy những quán ấy, nó đỡ hơn. Được anh góp lại mấy những khoan cho bên Đông với lại Dũng. Dạ dạ. Nhưng mà bây giờ cũng có một số những khoan thì nước nó cũng đỡ nhiều anh. Bây chúc và xin xin. Sao mấy cái diễn anh thấy không có, mình không có chống mấy cái cây á để che lợp cho nó đỡ nắng thì mình múc nước cho ta.
với lại cho nó đỡ bị sét ấy hả? Vâng, cũng có nhưng mà gió nó lốc anh. Gió nó lốc. Mà một thời gian là gió nó bốc. Dạ. Bây giờ toàn lốc chứ không phải như Việt Nam. Đấy. Ở anh Giang là hẹn mình rất lâu rồi, mình đi miền Tây các bạn, nên hôm nay phải có thời gian quay lại. Thì ngày hôm nay đấy thì mình sẽ đưa thầy đến những khán giả đã liên hệ với mình, thì mình sẽ đưa thầy đi qua để cho mọi người cùng giao lưu đấy các bạn. Chẳng lẽ cũng tổ chức off fan. Vì là thời gian cũng không cho phép đấy anh, nói chung là muốn đi rất nhiều nơi. Nhưng mà bây giờ đây là cũng phải về chuẩn bị cái đồ đạc cần thiết anh. Mình ngày đi mấy, nhiều. Ngày mấy qua Angola? Chắc là em khoảng tầm 15, 17 ở đây. Nói chung là về cái sắp xếp cái việc mua hạt giống này cũng rất là lâu, nhưng phải nhanh. Mình phải đi lựa chọn tất cả các cái hạt giống. Mình cũng nhắn tiền đấy là ở trên video thì cũng nhờ mọi người ở cái tỉnh nào có những loài rau củ quả đa dạng thì hãy cho mình biết và comment ở dưới video để mình có thể mọi người có thể giúp mình là mua xong rồi là gửi về đấy. Vì là ở không phải là ở Nghệ An là cũng có một số loài thôi anh, cũng không gọi là mỗi tỉnh mỗi miền thì có mỗi cái loài cây khác nhau, nó phát triển nhiều loài khác nhau hơn. Vâng, ok. Em dịch giúp anh với thầy nhé. Dạ. Nói với thầy là Việt Nam á thì cũng giống như Angola. Dạ. Tức là cũng đã qua một cái, thực ra cũng mới giải phóng gần đây thôi, thì cũng mới có mấy chục năm nay. Vâng. Nhưng mà từ một đất nước nghèo khó, thậm chí có, nếu mà so sánh khó thì thấy nó có khi là những năm mà khoảng 70 á, nó còn khó hơn cả Angola nữa, thời điểm mà dân mình chết đói á. Vâng. Mà sau đó thì Việt Nam phát triển như thế này. Vâng. Thì em hỏi thầy là thầy có quan tâm là tại sao mà Việt Nam có thể là đi lên một đất nước nghèo khó có thể là còn hơn cả Angola nữa mà phát triển như hiện tại không? Dạ. Director. Sì. Elikeru umma begunta voce. Okay. Antes de 1975. Mhm. Aquí estamos informes, no tengo comida a comer. Okay. Entonces si ahora él crece aquí, tipo, aquí ya está bonito aquí, burgués. Burgués, como angolano, ese no falla tipo ese. Okay. Antes de nosotros también fica muy fome, no tengo comida de fome. Sí, sí. Historia, nosotros no tengo comida de fome. Cierto. Ya, si ahora usted llega aquí, ve, ahora ya, son más o menos 40 años, 50 años, ¿no es? Porque agora já está tudo crescendo, tudo é altura, bonito assim. Sim, senhor. Agradeço por essa pergunta que me foi formulada. Yeah. Dou razão que Vietnã retoma a liberdade total. Não existe mais guerra no seu país desde 1975. E nós, em Angola, a partir de 1975, a guerra intensificou, cresceu mais. E só foi parar em 2002. Angola é agora que está a tentar recuperar, é agora que está a tentar construir as estradas, as cidades e outras coisas. Ainda o crescimento econômico baixou, não cresceu nada. Por isso que Angola até hoje, fome é conosco. Essa é a razão de Angola ficar com a fome até agora. Thầy nói thế này. Là năm 1975 là cùng Việt Nam cũng giống như Angola cùng là giải phóng năm 1975. Nhưng từ năm 1975 đến giờ là Việt Nam là một đất nước là đồng đều phát triển. Còn Angola là sau khi giải phóng xong thì đất nước Angola lại nội chiến cho đến năm 2002 á, thì lúc đó mới hòa bình. Cho nên là bây giờ từ đó đến giờ là phần đất nước còn chưa mới giờ hòa bình được đất nước giữa hai miền Bắc miền Nam á, thì đến giờ vẫn cái độ phát triển của Angola vẫn còn chậm chưa phát triển kia. Thầy cũng rất là bỡ ngỡ về trước cái nền kinh tế và của Việt Nam này, đi nhiều nơi khám phá là cũng biết rất là phát triển quá nhiều. Vâng. Với góc nhìn của anh á thì Việt Nam phát triển dĩ nhiên là có rất là nhiều lý do. Thì có sự lãnh đạo của đảng cũng như là rất là nhiều cái quyết sách để mà nó mang đến cái thành quả của Việt Nam như hiện tại. Nhưng mà một trong những cái yếu tố mà nó mạnh mẽ nhất thúc đẩy cho Việt Nam phát triển á, là anh thấy là nó đến từ hai lý do. Một đó là hai lý do chính nha, trong cái giai đoạn mà sau chiến tranh á, thì một đó là cân bằng kế hoạch hóa gia đình. Một trong những cái điểm yếu mà bên Angola anh thấy là nó giống như Việt Nam người trước anh, không có điện nước, không có hoạt động, không có lao động sản xuất ban đêm, nên thành ra là người ta là ngủ sớm.
thì dễ có con, mà bên đó lại thiếu trong các vật dụng công dụng để mà tránh thai. Thì cái đó là nếu mà không có khắc phục sớm thì càng làm nó càng nghèo là càng nghèo. Vậy con cái này kia anh biết rồi mà, rất là nặng nề về chi phí lớn lên. Cái thứ hai nữa là hoạt động khai dân trí. Nếu bị các sự quan tâm về giáo dục của đảng và nhà nước ấy, tập trung vào vấn đề là khai dân trí, gần như là tạo điều kiện cho cái thế hệ của anh ấy, là cái thế hệ mà gần như là rất là lớn hơn Giáp một chút, thì cái thế hệ của anh thì có rất nhiều bạn học đến cấp 1, cấp 2 là nghỉ rồi, gia đình không có điều kiện. Nhưng mà càng về sau á thì sự hỗ trợ của nhà nước cũng như là cái ba mẹ người ta càng đánh giá rất là cao cái việc học, nên thành ra là cái sự học á nó mang lại cái kiến thức, nó mang lại cái tri thức, từ cái tri thức nó lại mang ra cái giá trị, từ cái giá trị thì nó từ mỗi người á nó lại kéo lên cái nền kinh tế của Việt Nam lên. Đó là lý do tại sao mà anh rất là, trong các video của Giáp á thì có rất là nhiều trưởng bản này kia, nhưng mà anh rất là quý thầy, tại vì thầy rất là nỗ lực trong rất là nhiều năm để mà có thể là gồng gánh và đào tạo nên cái giới trẻ, giới nhỏ của đối tượng mầm non và tương lai của Angola. Elidicia xin importante aquí es dos cosas. Primero aquí antes tipo de algo tan acebue tipo angolano. Date or 14 watching. Mas agora antes 1905 né? Aco era. Depois cada família uma homem e uma mulher só nasceu dois filhos. Cria bem, aprende bem. É assim. Depois, segundo é escola. É tudo bem, aprende bem, saiu trabalho bem. É depois tudo subiu, fica casa grande assim, coisa assim. Certo. É, essas foram as possibilidades criadas após a guerra, que significa, depois de cessar a guerra aqui em Vietnã, dotar o sistema de reprodução. É, quando a casal é admitido ter dois filhos. Dois filhos. E é o passo que é o contrário de África e Angola. Que até aqui ainda não se reclamou esses tais direitos, porque é agora que saíram da guerra, morreram muita gente, ainda querem repor aquelas figuras mortas. Querem substituir. Tại này là đúng là Việt Nam phát triển rất nhiều, nói như anh là rất là đúng. Một gia đình sinh từ hai con để nuôi dạy thật tốt đấy, và học hành là cái nền giáo dục của Việt Nam cũng rất là phát triển. Còn ở bên Angola đấy là kiểu như thầy nói là theo là vừa rồi chiến tranh nhiều đấy, thiệt hại với con người rất là nhiều đấy, cho nên là sinh đẻ rất là nhiều để giữ cái cân bằng giữa con người. Nhưng mà cái tỷ lệ đẻ ở bản đẻ quá nhiều đấy, đẻ quá nhiều cho nên là đâm ra là không đủ để thức ăn, về là trồng trọt, và đặc biệt giống như các cái nguồn nước cũng không có. Nên như bây giờ về Việt Nam là được đi tham quan rất nhiều nơi, đặc biệt là bên Tây sông nước rất là nhiều. Thầy rất là thích luôn. Tại quý anh xin, dạ, có là tôm ngoài anh nè. Ok. Bữa anh mua, anh tính mua cái to, nhưng mà anh nghĩ lại là rút kinh nghiệm đợt đông là anh thấy mua mấy cái gì mà nó to là nó khó đóng lắm. Nên mua cái loại nhỏ hơn một chút. Cái này là... À, đấy là quả. Quả đi câu. Quả đi câu. Bây giờ trường học Việt Nam thì cũng ít rồi. Ngày xưa thì gần như đi học đó là có địa cầu với Atlas, vâng. cho mà biết được rằng thế giới nó rộng lớn như thế nào, mình đang ở đâu, và mình sẽ hướng về đâu. Đó là các thầy cô nó dạy cho mình cái tầm nhìn đó, về mình đang ở đâu. Ngày xưa tại vì điều kiện lúc thời đại của anh nó chưa có điện luôn mà. Đó. Đấy, đúng rồi, quả địa cầu này là vừa khéo hơn, nó gòn đấy, vì là cái cày vận chuyển đi thì nó xa đấy mọi người, nó công canh. Ngoài ra thì nó có luôn cả cái kính lúc, đúng. Kính lúc. À vâng. Anh xin aquí para volver mapa. Dạ, block. Em nói thầy á là đây là quả địa cầu, nó có các nước. Vâng. Đó, các đại dương. Thì sau này có thể là cho các bé đó là cái Angola ở đâu, rồi nước Việt Nam ở đâu. Vâng. Và thế giới có những cái nước nào. Vâng. Sẽ giúp cho tụi nhỏ đó nó mở mang ra. Vâng. Biết được cái chỗ này chỗ kia rồi nó sẽ hướng tới cái điều lớn hơn. Vâng. Dale, Leto. Ahora sí, ve. Come on.
Kết hợp nha. Dạ. Được, thầy nhận rất là nhiều phần quà đây còn. Is it brand new level? Yeah. Oh, come on. Cảm ơn. Cái phần thứ hai á, là cuốn sách, thì cuốn sách này thì nó yeah. anh dạy con anh cũng nhiều, nhưng mà đây là cuốn sách đó thầy, mà nó đấy, sẽ giúp đấy. Cho bé các bộ phận tay chân nè, rồi về con người trong gia đình, rồi các vật dụng đó. Nó vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt thì sau này Giáp hỗ trợ thầy á. Vâng. Thực ra các anh thấy là các hoạt động đào tạo cho bé đó là cái trong những cái video của mình là cái chủ đề đó nó hơi thiếu. Vâng. Hiện tại chủ đề thì đang giúp cho người dân nhiều, mà thiếu chủ đề cho em bé nhiều. Đào tạo mà đó là một trong chủ đề mà rất là quan tâm luôn. Vâng. Sau này có thể là em có Siabrien de Alunula. Đó. Sabe qua coi dài. Nó sẽ open rất là nhiều thứ cho trẻ đó. Tụi nó biết được những cái ngành nghề, tụi nó biết được những cái máy bay, những cái cầu kia đó. Dạ dạ. Mà ở bản thì không có điều kiện, em cũng không thể là mở video lên mà cho bé coi được. Dạ dạ đúng rồi, cái đó phải qua máy chiếu rồi. Động vật rồi ấy này kia. Thì cuốn này thì rất là hay ở chỗ là mình nếu mà mình đào tạo cho mấy bé nhỏ đó, mở ra cho tụi nó coi, rồi tụi nó có thể tự coi được để mình nó mở cho kiến thức. Vâng. Dạ, đây đây tôi. Nói sơ sơ cái cách sử dụng cho thầy đi. Es si para apai aprende crianza para tipo y sabe. Dạ, sabe tu lo coi dai. Sabe tu lo coi dai tipo es si. Para tipo carpintería. Sí, tipo no tengo televisado, dado es si para él ver. Sí. Đấy, cái này sống 6 tháng em cộp vài quyển ra chia giống như một lớp học đấy, mình mỗi nhóm 10 quyển đấy như vậy. Dạ. Rồi để bôi ông với xe gà la với phải giải photocopy à? Dạ, cái đầu và group bố, và là cái, dạ. Tá bông đấy. Tá mình được bông. Dạ. Tá mình được bông. Đấy, thầy được nhận nhiều phần quà rất là ý nghĩa nha các bạn. Đấy. Đây cũng là một cách để cho mà mấy bé nó có động lực tới trường rồi cũng vô thư viện. Đây là cái bộ thẻ, thì bộ thẻ này thì anh cho con anh hồi nhỏ thì nó rất là nhiều chủ đề. Chủ đề ví dụ như là cờ các quốc gia, hay là ở sau này thì nó có thông tin vâng. Tiếng Anh và tiếng Việt. Vâng. Tiếng Anh Ola thì anh tìm không ra. Chắc là chưa ai lên xuất Nhà Trắng này đó, kiểu vậy. Có các thông tin. Vâng, sau này vâng. Nếu mà em có một cái chương trình đào tạo cho mấy bé nữa thì tốt. Dạ dạ. Nó cũng sẽ rất là thu hút cái iPad fan đó. Thì đây là nó sẽ Simapapa Tudu Mundu, Tudu Mundu. Cái bộ này thì nó gần 10.000 chủ đề lận. Nó 10 chủ đề, 1.000 thông tin. Vâng. Nó dạ. Okay, come on. Đấy, tin. Quá nhiều anh cả. Là do cái điều kiện biết là anh em không thể nào ấy hết á, với lại cái thứ hai là ngôn ngữ. Nên thay vì vậy em mới tính là thôi thì để Giáp qua bên Angola xong á thì chuyển thẳng tiền cho Giáp. Cái gì Giáp vô bên nhà sách bên Angola đó. Dạ vâng. Em chọn những cái sản phẩm, những cái cuốn sách nào đó mà nó có tiếng Angola cho mấy bé đó. Dạ vâng. Lúc đó tụi nó vừa học chữ ấy, nó vừa đọc được thêm. Tại vì hình như là có một số trường không có sách. Dạ. Là cái sách của nó thì thông tin rất là hạn chế. Vâng. Thông tin mấy bé học thì nó cũng có không cũng tập rồi, để ý rồi. Sách giáo khoa của mấy bé hình như có 1-2 cuốn rồi. Dạ vâng, đúng rồi. Không có cuốn nào luôn. Dạ đúng rồi. Nên những cái cuốn sách mà nó như thế này nè, nó rất là gợi cho mấy bé cái thêm được cái nhiều cái góc nhìn nha. Vâng. Cái này thì hơi chuyên sâu, cái này chắc phải anh em Việt Nam dạy mới được. Cuốn này chuyên đào tạo cho mấy bé học về cái có những cái câu chuyện ở trong đây. Cái này thì nó trong chuyện cổ tích của mình ạ. Cổ tích Việt Nam đấy. Dạ, nó có, nhưng mà nó của đọc thật ra nhìn hình là mình cũng sẽ đoán được cái câu chuyện. À vâng. Đó. Em sẽ vào cái appen để đi alo luôn. Đĩa nữa nè, nhưng mà chắc hơi khó để phát. Dạ vâng. Thì cái này bỏ thư viện á thì mấy bé có thể là đọc mà nó có thể tưởng tượng ra được cái câu chuyện ở trong đó. À vâng. Cái nội dung nó cũng được. À đúng. Ừ. Dạ. Ngoài học ra đó thì nó phải có thêm đồ chơi. Đồ chơi thì nhiều, bù con kinh khủng luôn. Nhưng mà Angola chắc là cái món này chắc được. Cái này thì để đồ chơi thôi. Ở trong đây thì nó có những cái bộ lắp ráp á. Dạ. Nó có cái hình này thầy. Đó. Tại muốn dụ mấy từ nhỏ tới thư viện á thì ngoài học hành ra là phải có đồ chơi. Dạ, rồi. Angola thì ngoài đồ chơi ấy thì khó.
Đây là nó có sẵn này, nó sẽ giúp cho bé có những cái đồ chơi thôi. Dạ, esi parayli koloka. Anda koloka. Anda koloka paru ke. Special the game này. Si si. Okay. Dạ. Okay. Cái này anh có để sẵn bên trong đây rồi này. Nó có cái khoang á. Vâng vâng. Khoang cá là vô đây. À vâng. Thì nó sẽ cho mấy bé nó. A sing tu du coi ra para escola. Ya. Para para ne vai. A minha escola assim vai sair rica. Ya. Não há mais dificuldade no ensino e aprendizagem, porque vamos começar com a pré. Ya. Pré, primeira classe, vou arranjar bom professor que vai andar a ensinar isso aqui. Essa dinâmica não pode ser só daqui, também tem que ser dos outros países pouco atrasado no ensino. Como Angola. Por exemplo, Angola nós não temos material. Para encontrar é difícil. Talvez Luanda que tem, mas outras províncias tem, na cidade, no mato não temos. E eu agradeci muito por essa dedicação que fez o meu irmão aqui. Não sei, deixamos do meu irmão, os talheres, Jean, não? Fez boa coisa. Para o ensino se alavancar é preciso o material ao vivo. Só assim que o aluno aprende. Sem isso, é dar na teoria e o aluno nunca vai até da prática. Quando dá a teoria e a prática ao mesmo tempo, o aluno arranca bem. Eu gostei tanto por ter me dado esse material. Tá bom. Fiquei muito agradecido. Muito obrigado mesmo. Aí, thầy bảo là xin cảm ơn anh rất nhiều. Trường bảo là những cái phần quà rất là vô cùng ý nghĩa. Đây dành tới cho các em học sinh ở bên kia. Nếu mà thầy nói là ở bên kia sẽ không tìm ra những cái phần quà giá trị như này mà cũng không có bán đấy. Đấy, cho nên là những cái này là thầy cũng nói là giống trẻ sau này sẽ được nếu được như cái thư viện mà hôm kia em đưa vào trường đại học ấy sẽ sạch vở rất là nhiều và để cho các em tham khảo và hiểu biết hơn thì chắc chắn là tương lai của các em học sinh sau này sẽ tốt hơn và thầy sẽ cố gắng là hướng dẫn cũng như các cô giáo ấy để trước mắt để các cô giáo để phải học qua cái này đó sau đó mới đến cho các em. Đấy, thầy là hy vọng là sẽ một ngày nào đó là tương lai của các em học sinh sẽ tốt hơn và cả và đặc biệt là cảm ơn anh rất là nhiều. Nói thầy thêm là anh sẽ hỗ trợ thêm 100.000 bân gia cho sau khi chấp bên đó thì sẽ mua thêm sách thì sẽ bổ sung thêm cho thư viện ngoài cái những cái phần này. Ele depois vai fazer ser mais 100.000 para comprar livro material para tipo ali do faculdade dela. Okay. Para olhar. Está bem. Eu agradeço tudo do seu apoio. É bem-vindo para nós. Vai nos ajudar, vai gostear a vida das pessoas que lá vivem. Não é só para a escola em si, mas a comunidade em si daquela localidade ficará satisfeito por essa dinâmica, por este gratidão que o senhor nos deu. Agradeci bastante. Anh Giang cũng vì để sau này về Angola để cho công giáo mua thêm sách vở nhỏ của các em á, nên thầy cũng mong muốn có một cái tủ sách vở để vay cho các em, thầy rất vui mừng. Ok các bạn, hiện tại là mình cũng theo trưởng là đang có mặt tại 1046 đường 3 tháng 2 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đến nhà khoa Hera được anh Phong đấy là mời thầy đến trải nghiệm cái phòng khám cũng như là trải nghiệm một cái số dịch vụ khám chữa rắn đấy về rắn đấy các bạn. Đấy, hôm nay là anh Phong nó đón tiếp thầy của mình rất là nhiệt tình và các bạn rồi anh có một vài nhỏ như buổi gặp mặt hôm nay thì xin phép tặng cho thầy và tặng cho team công giáo phi lóc nhé. Rồi cảm ơn anh rất nhiều, anh em mình đứng đây chụp kiểu ảnh nhé. Thầy thì anh có theo dõi kênh của tụi em cũng lâu rồi đấy thầy. Kênh của bạn Linh á. Vâng. Anh theo dõi từ lúc kênh bạn ấy có mười mấy ngàn sức và bây giờ lên mấy triệu rồi đấy. Vâng. Như là anh cũng là Vâng.
bên đó không có được như Việt Nam là mình có sẵn những cơ sở để mình khám á. Mình muốn tập cho Telegram một cái chăm sóc đó, thứ hai nữa thì một lát thì mình có món quà nhỏ mình tặng cho thầy rồi mà qua bên đó có tí kinh phí thì mà mua cuốn sách vở này nọ để tặng cho các học sinh miễn phí. Vâng, và những cảm ơn rất nhiều. Về Sài Gòn là rất nhiều người là tiếp đón rất là nồng nhiệt các bạn. Đấy. Dạ, cảm ơn anh. Thế thì quiero ofrecerse una consulta urgente y después necesitamos apoyo de tipo medicamento para el director de papelá, cuatro crianzas, tipo de un bicho. También, también, yo agradezco vocês aderindo a esta parte da consulta. Eu não esperava que isto acontecesse, mas sucedeu agora, de imediato. Não tenho como não agradecer. Agradeço só porque isto já aconteceu, veio e é bem-vindo. Thảo thì cũng là ở thầy gọi là bên đó cũng khảo sát đa phần rồi nhưng nó hơi nắng chiều nhiệt thì như nào bây giờ thầy sang đây được cả anh giới thiệu là được là sẽ khảo sát đây thầy các thứ và đặt cọc. Dạ đúng rồi, dạ sao nhé thầy, mọi người cũng đứng đây xong rồi em mời mọi người lên trên kia để mình chạm những cái dụng cụ đó xong rồi mình bán mình số mình trả trường tiếp. Vâng vâng vâng, thế thì vâng thế mình đi luôn đây. Đấy, ok các bạn, thì bây giờ thầy hiện tại đang trải nghiệm cái nhà khoa đấy. Đấy, nằm bên ghế này, đấy rồi, lịch sử như tay luôn nhỉ. Đi anh to có mùng đồ Angolan hữu tinh hay chua nào? Angolan hữu tinh yeah. À, nào Angolan hữu tinh áo hữu tinh pha dây đen thì tìm bùa kêu nào? Pha dây đen thì mấy cái tìm bùa instrument được kêu ra nó sẽ. À, thầy bảo là bên kia không có cái dịch vụ như thế này đâu. Đấy, đấy. Đấy, trải nghiệm thăm khám răng rất là tuyệt vời nha các bạn. Đấy, lần đầu tiên trong cuộc đời của thầy đấy. Đấy, được sử dụng cái dịch vụ là hiện đại nhất. Thầy là kia, thầy có lo lắng không? Cô sao? Thầy có lo lắng khi mà thầy mình ngồi đi. Tăng luôn à, mê luôn à. Đấy. Ở bên kia làm gì có thế này đâu anh Thành nhỉ? Đâu có đâu. Anh chưa đau răng điện cảm để bè răng này thì không cái kim ra về luôn. Bên kia là dùng cụ thô sơ thôi anh ạ. Đấy, dùng cụ thô sơ. Đấy, rất là hiện đại các bạn. Đấy, năm cái bây giờ bác sĩ vào này. Bây giờ bác sĩ vào là sẽ thăm khám cho thầy này. Đấy. Có thầy hỏi thầy có sợ không anh Thạch? Ờ đó thầy vẫn còn vấn đề kìa. À không có vấn đề gì đó. Thầy vẫn còn vấn đề. Đấy. Thầy nói là trong nghe thấy có 4 cái răng của vấn đề ấy. À 4 cái răng à? Mày anh đừng đẩy phiên dịch, làm phiên dịch đi. Quan ta sẽ có sẽ là cái quạt đồ đen thì ta được làm một cô phụ rồi. Phụ cái bộ bi bi xúc, cái bi xúc. Có số số pro số nữa. Tem furo. Furo? Okay. Que tem furo, assim tem bichos, claro. É tipo assim, tem dentro, tem bicho. Não? E dois de lá dentro, lá ao fundo. Aqui, assim. Ở phía trong cung. 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 Để bác sĩ thăm khám rồi có vấn đề gì thì bác sĩ sẽ điều trị cho mình luôn anh nha. Ừ. Rồi, giờ thầy mở điện thoại. Abi bên nó tăng được. Cảm ơn anh má. Mất răng. Bị mất răng. Dưới là bị mất
trên thì ở trên thì được nhưng mà chỉ có là răng bị mòn mòn khớp cắn nhiều mòn da nhiều nay thì khám mới biết được có một răng hơi sâu một răng hơi sâu ấy sâu kẽ đó mình có hơi trán OK bạn, bây giờ là một cô nhà hảo tâm đang ở Sài Gòn là muốn gửi mấy bức tượng Chúa về bên Angola dành cho cái bản làng đấy bạn. Anh Thạch và thầy đang hiện tại đang đi cùng cô để tham khảo. Nay thì phải gửi cống cái nơi quá và phải mất khoảng vài tháng đấy bạn. Nay mới đưa thầy đi, và thầy có dịp trải nghiệm về những cái bức tường thánh giá ở Việt Nam rất là nhiều, phong phú và đa dạng, nhưng ở bên kia không có đâu mọi người, bên kia tuy có chỗ không. Đấy, còn ở đây rất là nhiều. Đấy. Đấy. Đây là cố đấy nha các bạn, quần bá lên Hồ Chí Minh. Leva do Brian. Anh Thạch cùng thầy và cô đang lựa chọn đấy, mua cái này sóng và gửi qua đường biển nó phải tầm khoảng 2,5-3 tháng mới đến nơi nha mọi người. Hôm nay thầy đi tham quan. OK các bạn, thì bây giờ được cô Huệ chị Huệ dẫn anh em cùng mình cùng thầy là đến nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là vừa rồi là cũng ở trong đấy là mua tượng Chúa để sang bên cho các nhà thờ bên bản làng Châu Phi. Đấy, thì bây giờ là sẽ cho thầy tham quan cái nhà thờ, đấy là toàn bộ cái ngôi nhà thờ chứ các bạn. Đấy. Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đấy, ở phía trong này. Đấy, như đang làm lễ đúng không chị? Tức là nhà thờ này mở suốt. À, mở suốt. Nên rồi. Là ai vào cầu nguyện cũng được. Nói chung cái hàng ngày, cứ ai rảnh thì cứ vào cầu nguyện. À, hay mình cho mình cho thầy vào tí nhỉ? Lễ thì nó có giờ lễ đồng hành. Ví dụ 5 giờ sáng hoặc là 7 giờ sáng, vâng. 5 giờ chiều, 7 giờ tối. Nó có nhiều lễ lắm. Ở trong đi vòng ra ngoài cổng và cơ chính. À đúng, mình đi ra ngoài cửa chính. Nói chung là nói thật với chị, em đi người Việt Nam thật đấy. Nhưng em là ở miền Trung cũng chỉ có nghe là nhà thơ Đức Ba. Chưa nghe đến nhà thơ Đức Mẹ, cũng chưa bao giờ đến đấy. Điều đó đi đây tôi, aqui uma igreja. Sim. Notei mesmo que aqui é igreja. Para além só da infraestrutura, o monumento histórico também já indica a igreja está aqui. Đây vào trong được các chị bán hàng, các bạn này chị bán hàng ở trong quầy hàng, bán rất là nhiều vòng này. Để về làm qua cho để thay làm qua bên kia các bạn này, qua cả đấy còn có ai có chị Huệ không, mấy bức tường này hiện tại đang gọi để vận chuyển về ngoài quê để hôm sau là đưa sang bên đấy các bạn. Đây này, dùng thắng bên kia sắp đáng sau đó tao không quay không phải lắm đấy. Đây toàn bộ đấy các bạn, toàn bộ nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Còn bên này là tượng Đức Mẹ
À bên đây. Ai tới mà thấn á. Vâng. Do thiếu giờ em ra cái bà ra về. Nó mở cả ngày. À. Rồi là để cho những ai mà đến được công viên đấy. Em biết không? Là hôm trước á, thầy anh là mà muốn đem thầy với anh em mình vào để mà thăm đây cho thầy biết cái nhà thơ Đức Ba. Nhưng mà hiện tại nhà thơ Đức Ba hiện tại đang sửa chữa đấy các bạn. Sửa chữa thôi chứ mình vào được. Không tham quan được gì hết, vì đang vây rào mà. Thôi bây giờ tôi ở chỗ đang ngoài. Bây giờ tôi đang ngoài để có thể tham quan được ngoài nhà thơ ấy. Ở đây là tượng đài Đức Mẹ này, là linh, nên là có ai cũng có cái nan để thì có khó khăn thì họ tàn tới đây ta cầu nguyện. À vâng. Ở kia tu du ba la po vô ký, khai nhất ký, có vật xa, có vật xa số gì nữa. Em sẽ vẽ, em phải cái cầu, em sẽ phải cái cầu. Là các thầy các cha tu ở bên này. Là cái tu madre. Madre fica là. Madre fica vậy. Còn bé nhà padre ai là nó em padre. Còn bé fica aquí. Và aprende. Ok. Aquí una escuela misionaria. Sí, sí. Bây giờ ta vào trong nó xem đâu được. Chị gọi 500 cho thầy. À dạ chị đưa cho thầy. Đây đi phải xe bà tí. Okay. Chị Huệ là gửi phần quà cho thầy để về mua cho thầy. Thầy đã nhận được rất nhiều quà của chị rồi. Đây là chuối trắng hạt. À chuối trắng. Bên đó thì thầy tặng cho những người. À vâng. Đấy là có chuối trắng hạt đây rất là nhiều cho các bạn đấy của chị Huệ ta. Nên là về thầy có quà. À, về có quà để tặng cho người đi lễ đây là mỗi người mỗi cái đấy. Đó là cái thơ. Đủ đâu. Dạ cũng không đủ nhưng mà gọi là cái phần quà dành cho một những người quen người thân của thầy. Một lần nữa thì em cảm ơn chị rất là nhiều. Đấy có quà đây các bạn này, quà này, quà cảm cho thầy đây con. Chị thấy các em đi trải nghiệm nhiều quá là không biết mua cái gì. Dạ. Chị còn tính là mua dưa hấu, mua ổi, mua mít cho không có. Em có cả đây. Em đi trải nghiệm nhiều quá rồi chị mua. Dạ, nhiều lắm. Obrigado para dela, né? Ok, eu agradeci muito por ter chegado até aqui vietnamita e o povo vietnamita me recolheu. Como se fosse um filho natal, um filho que nasceu aqui em Vietnã. Gostei muito por não ter estranhado de mim como angolano. Yeah. Gostei até pela ajuda que fazem mesmo para o próprio povo lá. Yeah. Muito obrigado. Yeah. Tụi chị ở bên này thì cũng cố gắng cầu nguyện để cho tụi em có sức khỏe. Yeah. Rồi mọi sự bình an. Rồi và cho bên đất nước Angola các bạn xa xôi thì ngày càng phát triển hơn. Dạ, một lần nữa thì em cảm ơn rất chị rất là nhiều. Hôm nay cũng thay mặt cho thầy và anh em ở đây á, thầy cũng cảm ơn chị cũng đã dành thời gian đến vì thầy vì hai anh em, thầy cũng đã có những món quà nữa là thay mặt anh em lấy cảm ơn chị nhiều ạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Tại chị Huệ cũng tặng ba bức tường rất là lớn để cho thầy mang về bên kia nha các bạn. Bây giờ mình vào trong kia để vì hồi hôm nay giờ họ đang gọi hát trong kia. Bây giờ chị em mình vào trong vào.
Ok các bạn, thì bây giờ đây là có mặt ở tại gia đình chị Lan ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, và đến đây là có một món quà là chị Lan gửi tặng các thầy cũng như một số người bác trưởng thôn bên người dân bản người Angola. Nhân tiện thầy đến với đất nước Việt Nam của em và đến thăm gia đình em thì em có một món quà tặng thầy. Cái này là tặng thầy riêng, còn này là xin kính tặng phu nhân của thầy. Ôi giời ơi, chính là một cái ông đầm. Em là ở đâu sinh viên thì bà xã ở Nam Mỹ đó. Nhà cái Angola familia ấy là cái tên của ông Jesus Prince của sen, Jesus Tamay Mula. Muito obrigado. Volto a agradecer novamente o Vietnã por ter feito o que está a fazer até hoje. É de agradecer. Louvo o Vietnã do jeito que me receberam. De tudo o pouco que faz, só Deus é quem sabe. Agradeci bastante pela essa ajuda que estava a fazer. Thầy là xin thay mặt và cũng cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thầy cầu mong là chủ ở bán phường cho các anh được bình an và may mắn, cũng như là những món quà là rất là quan ý nghĩa đối với thầy. Vẫn là xin thầy xin cảm ơn và các anh chị rất là nhiều. Đây cầm quà kính chúc sức khỏe thầy và gia đình sau đây là tiếng anh em cho phi nhiều sức khỏe và biết đâu thì gặp tenha saúde também para sempre. Deus nos cuide. Còn đây là này nói về Bắc Lam gửi tặng cho con gái nha. Này là hàng đan tay tặng cho con gái em. Còn cái này là chị tặng cho ba đệ của em ba cái bé mà bữa hôm chị thấy nó ngồi quay trên với em đó. Nhiều quá lắm các bạn. Này chị tặng cho anh Manuel. Mà cái anh mà anh Cao Cao anh anh Trung Quân, anh Trại Mà đây là quà của anh Manuel này. Chị gửi cho là ba bác trưởng bản ở Tu Vi Nì mấy cái gì mà hay chung ấy. Mấy chị có gì đây rồi mấy anh thư ký bản Gia Lát. Anh quản lý bản Gia Lát. Bốn người này chỉ mua chung màu. Còn ba đệ của em thì cái màu xanh. Em gọi là bà Đông Ngô, Tu Vi Lý, Andre. Martin, Danny. Ok, Martin và Danny. Ba đứa chị thấy ngày cuối cùng mà em lấy em về đang nghiên bà đang làm việc kia. Nó chung em của em, nó phải ở đệ tử của em. Thầy chắc là để qua đây đi. Rồi đi một lần nữa thôi, em thay mặt trong team và cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đây là mình làm một cái quà này thôi. Đóng hai người những cái cân hao của bạn như là quà chữ đấy các bạn. Đây cái lớn. Thầy hôm nay rất là nhiều quà. Thầy bảo là người Việt Nam xem người châu Phi giống như là người con ruột đấy. Tình cảm của thầy đối với mọi người là bây giờ sẽ không bao giờ quên. Thầy muốn mua gì hay đổ thì cho anh xin phép chụp tấm hình làm kỷ niệm nhé. Dạ vâng.